huống hồ cổ thần nhập trần thế hơn 60 năm, tâm tình từ lâu trở nên bình thản. Nhớ lại cảnh giết chóc ngày trước, ít nhiều có chút tự trách, đồng thời, hắn thường xuyên nhớ lại chàng diện đã nhìn thấy ở thành ngạc thủy. Mọi người trong thành đều bị đổ sát, hắn cũng không có nhìn thấy thi thể phụ thân. Căn bản không thể xác định phụ thân đến tột cùng là sống hay chết. Chỉ là lúc đó nhìn hình về trong mọc giản, khiến bách nộ công tâm. Lúc đó ý niệm huyết trong đầu cùng phẫn nộ là lu mở lý trí, sau đó tỉ mỉ nghĩ lại hình vẽ trong ngọc giản cũng có thể là bị người ta chế tạo cũng không nhất định là có tràng diện như thế nếu quả thật là giác thanh nhạc thủy có phải là bị tiêu hàn để quân hủy diệt hay không còn phải điều tra thêm một lần nữa bất quá lúc đó cơn giận đã làm cổ thần mất hết lý trí căn bản không thể tỉnh táo để kiểm tra lại hình vẽ trong ngọc giản là thật hay giả hôm nay ngọc giản đã bị hủy tiêu hàn đế quân cũng bị giết muốn điều tra lại cũng không có nhân chứng vật chứng gì cả cho dù thanh nhạc thủy là tiêu hàn đế quân hủy diệt hắn cũng đã chiếm được nghiêm phạt cổ thần tại đại danh để đô giết mấy vạn tu sĩ tàng gia tăng khôn sơn cưu hận đối với hẳn cũng là đương nhiên do đó tuy rằng tàng khôn sơn đã từng muốn xuất thủ diệt cổ thần hôm nay tại kiến tàng khôn sơn trong lòng cổ thần cũng không có cảm giác cưu hận này từ sau khi bước vào độ hư bí cảnh cổ thần có một cảm giác hẳn có một sinh mạng mới trong lòng chỉ có hoài niệm đối với băng hữu người yêu không có cưu hận nhìn tàng khôn sơn cổ thần giống như thấy được chúng sinh muôn vàn chúng sinh ở phàm trần cốc giống như thấy được cốc trần cốc chu trương viễn Quan Kỳ, Thanh Chiến, Tư Mã Duyên, cưu hận của bọn họ, lừa giận của bọn họ. Cổ thân đột nhiên có một cảm giác siêu nhiên thế ngoại ở trước mắt hắn. Trong hư không vô hình tựa hồ xuất hiện vô số xúc tua đan xen với nhau, hình thành một tấm lưới chằng chịt. Đây là mở ra tâm lưới thiên đạo, mặc kệ là phàm nhân, hay tù sĩ, hay giã thú, học vu, yêu, đều bị tâm lưới thiên đạo này bao phủ. Nhấn, quán, tỉnh, cưu, đem thiên địa vạn vật sinh linh đều bao phủ trong đó không có ân oán tất có tình cừu không có tình cừu tất có ân oán cổ thân thấy tàng khôn sơn bị tấm lưới thiên đạo vô hình hoàn toàn bao phủ lửa giận của hắn càng thịnh liên càng hãm vào trong đó vô luận như thế nào cũng không dãy dụa được mà xúc tua của thiên đạo đã tới bên cạnh cổ thần lại tựa hồ bị một cổ lực lượng cường đại chống lại vô luận như thế nào cũng không tiếp xúc được với thân thể của hắn trong lòng cổ thần càng bình tĩnh xúc tua của thiên đạo càng cách xa hắn tăng khôn sơn sát khí càng thịnh lửa giận càng mạnh cổ thần thấy vậy chỉ có một loại cảm giác buồn cười dường như một người nhìn con kiến giận dữ vô luận con kiến có bao nhiêu tức giận trong mắt con người đều là một chuyện cười lúc này sát khí lừa giận của táng khôn sơn trong mắt cổ thần chính là một chuyện cười khoảng cách giữa đạo tâm của hai người kém nhau không biết bao nhiêu tựa như trời so với đất cũng không nói quá ngay cả táng khôn sơn là cường giả giá vụ kỳ còn cổ thần chỉ là mới vào độ hư vừa mới bước vào đằng vân kỳ thế nhưng cao thấp giữa tâm tình của hai người lại khiến khí thể của bọn họ hoàn toàn hình thành một tỷ lệ nghịch táng khôn sơn mắt phún lửa giận nghiến răng nghiến lợi tựa như một tòa hỏa sơn chuẩn bị bạo phát mà cổ thần tâm thanh bình tĩnh lãnh đạn tự nhiên siêu nhiên thế ngoại nhìn lại có một cảm giác bí hiểm vô cùng vô tận vô biên vô hạn vô luận lửa giận của táng khôn sơn thiêu đốt thỉnh vượng ra sao trong lòng giận dư cỡ nào khí thế cường đại bao nhiêu nhưng không chút nào lay động cổ thần cổ thần thân tình lãnh đạn nhìn hắn tựa như nhìn một con kiến đang giận dữ tăng tiền mối hắn có thể là hung thủ hơn năm mươi năm trước hủy diệt đại danh đế đình hôm nay không thể buông tha hắn á. Tu sĩ họ trịnh ở bên cạnh tàng khôn sơn cung kính nói, còn có, bảo vật của ta đã ở trong tay hắn, tăng tiền bối không thể để hắn chạy thoát. Nghe tu sĩ họ trịnh nói, lửa giận trong mắt tàng khôn sơn càng tăng lên. Cổ thần nhợt nhạt cười nói, sáu chục năm trước, ta còn là tu vi minh khiếu kỳ cực hạn, người đã không làm gì được ta. Hôm nay ta đã bước vào độ hư, ngươi càng không thể làm gì được ta. Thu hận giữa ta cùng với đại danh đế đình đều vì tàng gia mà thôi. Tàng gia diệt gia tộc của ta, ta diệt tàng gia đế đình, ân oán ngày đó đúng sai đã không cần nói nữa đều đã chấm dứt rồi ta cùng với tàng gia không muốn có bất kỳ liên quan gì nữa vì thế giờ đây ngươi không phải địch thủ của ta hy vọng ngươi không nên khơi mà hận thù ha 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 tàng khôn sơn giận dữ cười lớn quát một tiếng người giết tàng gia tu sĩ ta hủy cơ nghiệp tàng gia ta hay một câu ân oán ngày trước đã chấm dứt ta mặc kệ ngươi và tàng gia làm sao kết thành hận thù nhưng ngươi dám giết truyền nhân của tàng gia ta chính là một tử lộ ngươi bước vào độ hư thì thế nào cho dù ta giết không được ngươi nhưng ngươi cũng trốn không thoát tay của ta đợi thánh hoàng cùng Nghị ca ta trịnh gia lão tổ đến đây ngươi chắc cảnh cũng khó thoát ta lại muốn nhìn xem lần này ngươi có còn may mắn nữa hay không lại có yêu nghiệt yêu tộc tới cứu ngươi nói xong thân ảnh táng khôn sơn trong nháy mắt biến mất không thấy đã xuất thủ rồi một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ bốn phương tám hướng sản sinh đối với cổ thần sử dụng không gian trói buộc người tuy rằng sẽ không nổi giận đối với con kiến nhưng con kiến muốn cắn người người có lẽ sẽ tiện tay nghiền chết con kiến cổ thần mới vào độ hư đối với lĩnh ngộ không gian pháp tắc thua xa tàng khôn sơn thế nhưng bước vào độ hư cổ thần đối với lĩnh ngộ vô thượng thần thông kình ca còn hơn lúc minh khiếu kỳ cả chục lần cổ thần hé miệng ra một trận tự nhiên chi thanh thản nhiên vang lên nguyên bản kình ca đã ẩn chứa tự nhiên đại đạo lại thêm cổ thần đã lĩnh ngộ pháp tắc uy lực càng hơn kình ca ngày trước không gian trói buộc của táng khôn sơn lập tức bị phá vô hình thân ảnh táng khôn sơn từ trong hư không bước ra bàn tay ấn một cái thổ sát ấn lập tức đánh tới cổ thần thân thể cổ thần trong nháy mắt biến thành ba đầu sáu tay ba đầu ngửa lên trời tề giống chiến thần diệt tinh quyền sáu tay song song kết chiến thần diệt tinh quyền quyền ấn nhất tề oanh ra trong sát na sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền cương đánh tới tàng khôn sơn lục quyền hợp nhất khi thế phúc thiên uy lực kinh người ưm thổ sát ấn bị sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền cương đánh trúng một tiếng bạo hưởng trong nháy mắt hạnh tới nát bấy sáu đạo quyền cương khi thế tuy rằng yếu đi một chút nhưng vẫn chưa tiêu tán tiếp tục oanh tới tàng khôn sơn Tàng Khôn Sơn thấy thế cả kinh, vội vã song trưởng đều xuất hiện, Bồ ra lưỡng đạo thổ sát ấn trưởng cương, cùng sáu đạo quyền cương va chạm, một trận bạo hưởng. Tiên cương nghiền nát bay ra chung quanh, thổ sát ấn trưởng ấn và chiến thần diệt tinh quyền cương song song nổ tan. Chính vào lúc này, trong mắt Tàng Khôn Sơn đột nhiên một trận kinh khủng, chỉ thấy sáu đạo quyền cương trói mắt lại hướng hẳn oanh đến. Tiên lực trong cơ thể cổ thần dâng trào, Tàng Khôn Sơn đang chống lại sáu đạo quyền cương. Sáu cánh tay lại kết chiến thần diệt tinh quyền quyền ấn, sáu tay đều xuất hiện trong sát na, lại oanh sáu đạo quyền cương mười một vị cao thủ minh khiếu kỳ đỉnh phong kia đột nhiên sắc mặt đại biến nhìn cổ thần bị dọa tới lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng tại bọn họ xem ra tàng khôn sơn cũng đã bước vào độ hư cường giả giá vụ kỳ được nghìn năm rồi tuy rằng đã từng bị thương nhưng hiện tại đã hoàn toàn khôi phục mà cổ thần bất quá mới vào đằng vân kỳ đằng vân sơ kỳ tới giá vụ sơ kỳ hơn kém nhau một cảnh giới lớn chứ không phải chỉ là một cấp bậc trong cùng cảnh giới vốn tưởng rằng tàng khôn sơn vừa ra tay cổ thần tất nhiên bị đánh bại dễ dàng thực lực của cổ thần càng cao tới kỳ lạ Tăng Khôn Sơn vị độ hư cường giả giá vũ kỳ này còn dánh xuất thủ trước, chiếm được tiên cơ. Kết quả, trong chớp mắt, cổ thần cũng đã chặn lại thế tấn công của Tăng Khôn Sơn, đồng thời còn muốn đẩy hắn vào hoàn cảnh nguy hiểm. Sáu đạo quyền cương kia có bao nhiêu cường đại, trong lòng 11 vị cao thủ minh khiếu kỳ đỉnh phong này đều rất rõ ràng. Mỗi một đạo quyền cương đều chứa đựng lực lượng không thể chống đỡ của tu sĩ mạnh tuyển bí cảnh. Có thể nói, sáu đạo quyền cương kia chỉ cần mốt quyền anh tới 11 vị cao thủ minh khiếu kỳ thì cũng đủ đem bọn họ toàn bộ chém giết đồng thời chiến thần diệt tinh quyền vừa ra bọn họ có chạy cũng không thoát do đó quyền cương đem đến cho bọn họ cảm giác nguy hiểm không thể kháng cự được từ ngay cả thổ sát ấn của tàng khôn sơn cũng bị anh thành bụi phẫn một cách dễ dàng sáu đạo quyền cương kia đến tội cùng có bao nhiêu cường đại có thể nghĩ được trong lòng cao thủ minh khiếu kỳ tuy giật mình nhưng vẫn chưa trực tiếp đối mặt với chiến thần diệt tinh quyền cương của cổ thần còn có thời gian để suy vấn mà tàng khôn sơn lại càng nhìn sáu đạo quyền cương dường như tật quang thiểm điện oanh đến căn bản không kịp suy nghĩ nhiều quyền cương vừa tới không gian bốn phía tựa hồ đều trở nên cứng rắn hơn ngay cả thuấn di trốn tránh đều không thể thi triển chỉ đành liều mạng chống đỡ trong sát na tăng khôn sơn từ sáu đạo quyền cương tới cảm thụ được một cổ khí tức trí mạng cương liệt trong nháy mắt dưới tử vong bao phủ tăng khôn sơn theo bản năng sử xuất bảo mệnh pháp bảo một đạo thố hoàng sắc quang mang từ trong mi tâm hắn nổ bắn ra hướng tới sáu đạo quyền cương của cổ thần đạo thố hoàng sắc quang mang này rời khỏi mi tâm của tăng khôn sơn trong nháy mắt liền mở rộng hóa thành một bức tường đá chắn giữa sáu đạo quyền cương và thân thể táng khôn sơn âm um, âm um, âm um, âm um, âm um, âm um. sau tiếng bào hưởng kinh thiên đồng thời vang lên làm rung chuyển trời đất sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền cương toàn bộ đều oanh lên bức tường đá thổ hoàng sắc lục quyền đều xuất hiện uy lực to lớn ra sao từ ngay cả hủy diệt lối kiếp cũng bị sáu đạo quyền cương của cổ thần trong nháy mắt thanh diệt tăng khôn sơn phóng xuất đạo thổ hoàng sắc quang mang kia tuy rằng là một kiện hạ phẩm phòng ngự tiên bảo nhưng cũng vô phép ngăn trở sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền cương song song công kích bức tường đá thổ hoàng sắc kia dưới tiếng bạo hưởng kinh thiên bị oanh tới nát bấy một lần nữa hóa thành một đạo thổ hoàng sắc quang mang chỉ nghe thấy sư một tiếng dường như lưu tinh xẹt qua bầu trời đạo thổ hoàng sắc quang mang kéo một vệt thật dài trong nháy mắt bị đánh ra xa vạn trượng rồi rơi xuống sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền tốc độ không giảm chút nào tăng khôn sơn muốn tránh cũng không được trong sát na bị sáu đạo quyền cương đánh trúng anh hét thả một tiếng từ trong miệng tàng khôn sơn vang lên một ngụm máu đỏ tươi mạnh mẽ phun ra thân thể hắn cùng kiện thổ hoàng sắc quang mang kia dùng tốc độ tựa như thuần di trong sát na bị đánh bay ra xa vạn trượng từ trên không trung rơi xuống đem mặt đất nổ ra một hố sâu chừng trăm trượng ơm um, đại địa sau trận chiến một trận bụi mù mịt lấy điểm tàng khôn sơn rơi xuống làm trung tâm toàn bộ phương viên nhìn trượng mặt đất nước ra tựa như mạng nhện nhìn thấy mà giật mình hai hiệp thời gian bất quá trong nhảy mắt Tăng Khôn Sơn đã bị cổ thần sử dụng chiến thần diệt tinh quyền đánh bại, đồng thời thụ thương không nhẹ, một quyền đằng vân vong, thập giá vụ diệt, gần thập quyền chiến thần diệt tinh quyền là là có thể diệt sát một độ hư cường giả giá vụ kỳ. Cổ thần sáu tay đều xuất hiện, lục hợp nhất uy lực cũng thua gì từng quyền liên tục đánh ra. Nếu không phải bị kiện phòng ngựa tiên bảo thổ hoàng sắc kia chặn không ít lực công kích, Tăng Khôn Sơn chỉ có tu vi giá vụ sơ kỳ nói không chừng đã bị lục quyền hợp nhất này trực tiếp anh tới thần hình câu diệt rồi tăng tiền bối 11 đạo động quang trong nháy mắt hướng nơi tàng khôn sơn rơi xuống nhanh chóng độn đi 11 vị cao thủ minh khiếu kỳ đỉnh phong trong lòng khiếp sợ tới mức không có lời nào để diễn tả thực lực của cổ thân vượt qua tưởng tượng của bọn họ kế tiếp trong nháy mắt thân thể tàng khôn sơn từ trong hư không bước ra đã xuất hiện ở ngoài trăm dặm cái miệng của hắn còn lộ vết máu sắc mặt có chút tái nhợt hiển nhiên thụ thương không nhẹ thấy thân thể cổ thần chưa vẫn chưa truy kích tàng khôn sơn liên tục thuấn di ba lần thân thể dừng ở hơn 300 dặm, xây người nhìn cổ thần, trong ánh mắt lộ vẻ oán hận. 11 vị cao thủ minh khiếu kỳ đỉnh phong thấy tàng khôn sơn ném bọn họ lại mà bỏ chạy. Cả đám sợ đến kinh hồn khiết đảm, cũng không nhắc tới ngọc bội với cổ thần nữa, đạp pháp bảo, đọn tóc như điện đuổi theo tàng khôn sơn. Cổ thần đứng xa xa nhìn Táng Khôn Sơn nói, nếu ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, hy vọng ngươi nhớ kỹ lần giáo huấn này, lần sau còn dám xuất thủ với ta, ta sẽ lấy tính mạng của ngươi. Nói xong, cổ thần giơ giơ lên ngọc bội đen kịt trong tay, nói, thứ này các ngươi còn muốn không? Nói cho ta biết nó có ích lợi gì, liên trả lại cho các ngươi. Trong thanh âm của cổ thần ẩn chứa phát tắc chi lực, tuy rằng cách xa 300 trượng, thanh âm vẫn rõ ràng rơi vào trong tay chúng tu sĩ. Tăng Khôn Sơn không nói chuyện, mà là rất nhanh điều chỉnh nội tức, mới bị sáo đạo quyền cương kia bắn trúng, cảm giác tựa như cả thân thể đều bạo nổ. Tuy rằng thân thể cũng không có bạo nổ thật sự, nhưng cũng bị chấn tới tầng tầng dạn nứt như hoa văn, nội tạng bị chấn tới lệch vị trí, hoàn toàn vỡ tan. Toàn thân xương cốt cơ bản đều rời rạc, nếu không phải là cường giả độ hư bí cảnh, coi như là cao thủ minh khiếu kỳ đỉnh phong mà thụ thương như vậy, em là mệnh tuyển cũng bị nát bấy, thân thể muốn hỏng rồi. Tu sĩ minh khiếu hậu kỳ lúc trước hướng cổ thần muốn ngọc bội đen kịt, nghe thấy hắn nói, hỏi một câu, cổ chiến thần, ngươi nói có thật hay không? Cậu Ly mặc dù xa, nhưng thính giác của cổ thần linh mẫn, đừng nói 300 trượng. Cho dù là năm trăm trượng, hắn vẫn nghe được. Hùng chi tu sĩ kia nói xong đều rõ ràng rơi vào tay hắn. Cổ thần gật đầu, nói. Đương nhiên, ngọc bội đen kỳ tác dụng cũng không phải bí mật gì, chỉ có cổ thần từ Bắc Hoang Trần Thế mà đến. Hơn 60 năm không có nghe chút tin tức nào của tu chân giới mới không biết. Tu sĩ Minh Khiếu Hậu Kỳ kia nói, ngọc bội này chỉ là một kiện pháp bảo bình thường, bản thân không có nhiều uy lực tác dụng hữu hạn nhưng lai lịch của nó lại không đơn giản xuất tử di chỉ của hắc thủy ma môn theo ghi chép chúng là bằng chứng để tiến nhập mộ phần của hắc thủy đại đế chỉ có người mang ngọc bội mới có thể đi vào mộ phần hắc đế cổ thần thần sắc bất động trong lòng cũng vui vẻ rốt cục nghe được tin tức về hắc thủy đại đế mộ phần cổ thần giơ tay lên một đạo hắc mang phá không ra hướng chúng tu sĩ ngoài 300 dặm bay tới chính là khối lệnh bài màu đen kịt kia tu sĩ minh khiếu hậu kỳ, kỳ kia thu lệnh bài đen kịt vào trong tay sắc mặt đại hỉ nói cổ chiến thần của nhiên giữ lời tại hạ kính phục cổ thần nói băng ngọc bội có thể vào hắc thủy đại đế mộ phần chẳng lẽ mộ phần hắc thủy đại đế đã xuất thế rồi sao cái này tu sĩ kia trần chờ một tiếng hướng tàng khôn sơn nhìn thoáng qua không nói gì tàng khôn sơn cười lạnh một tiếng nói thế nào ngươi chẳng lẽ muốn đi xem mộ phần hắc đế sao cổ thần khẽ gật đầu nói đang có ý này khóe mắt tàng khôn sơn khẽ động lỗ mũi hơi nhẹ một tiếng khóe miệng vểnh lên nói nói cho hắn tu sĩ minh khiếu hậu kỳ kia nói mười năm gần đây trong phương viên vạn lý đầu nguồn hắc thủy hà thỉnh thoảng xuất hiện một chút di tích cổ chúng đều là vị trí của hắc thủy ma môn những hắc sắc ngọc bội này đều đi ra từ trong những di tích cổ đó theo một số ghi chép thì những ngọc bội này là bằng chứng để có thể tiến nhập mộ phần hắc thủy đại đế đồng thời trong ghi chép này còn chỉ ra thời gian phạm vi mộ phần hắc thủy đại đế xuất thế căn cứ thời gian tính toán hẳn là năm nay theo ghi chép trong di tích nêu lên ngày mộ phần hắc thủy đại đế xuất thế sẽ có thiên địa biến sắc dị tượng phồn sinh cổ chiến thần nếu ngươi hiếu kỳ với mộ phần hắc thủy đại đế cứ dừng lại đây một thời gian nói không chừng nó rất nhanh sẽ xuất thế cổ thân mỉm cười nói thật không đã như vậy ta tạm dừng lại đây một đoạn thời gian khuế miệng tàng khôn sơn lộ ra mỉm cười nói chúng ta đi nói xong thân ảnh chợt lóe thân thể tàng khôn sơn liền xuất hiện ở ngoài trăm dặm mười một vị cao thủ minh khiếu kỳ thấy thế đem độn tốc đề cao tới trạng thái lớn nhất đuổi theo hắn cổ thân nhìn chúng tu sĩ độ đi xa khuế miệng nổ lên tia mỉm cười thầm nghĩ ngươi nói cho ta biết tin tức mộ phần hắc đế lại cực lực giữ ta lại xem ra lần này những người chuẩn bị tiến nhập mộ phần thân phận đều không đơn giản bất quá trừ phi là siêu cấp cường giả hư không kỳ bằng không nói ai có thể làm khó dễ được ta nhìn dáng vẻ đắc ý của ngươi lẽ nào thánh hoàng cơ nghiêu cũng muốn thân nhập mộ phần hắc đế hắc thủy đại đế lĩnh ngộ thủy chi bản nguyên không nói thủy chi bí thuật hay thủy chi bản nguyên cũng đều là chân bảo có một không hai mà tu sĩ thiên hạ đều mong cầu thánh hoàng không có lý do gì để cho người khác hắc hắc Bất quá, coi như là thánh hoàng tự thân tới thì sao? Ta cứ đi tới, ai có thể ngăn cản? Cổ thần thu hồi ánh mắt, thân ảnh chợt lóe, liền biến mất không thấy. Lợi dụng thuấn di thuật rất nhanh lên bầu trời phía trên ngọn núi ngăn chặn tầm mắt của hắn lúc trước. Ngọn núi này lên miên vạn lý, trong đó có nhiều ngọn núi cao tận trời xanh. Thân thể cổ thần cảm giác linh mẫn cực kỳ, dọc theo núi non phi độn bất quá thiên lý, liên thông qua ba động, cảm ứng được trên ngọn núi phía trước có một sơn động. Bước vào độ hư, cổ thần liền vẫn sử dụng thuấn di chạy đi, tuy rằng lính ngộ phát tắc, nhưng còn chưa có cẩn thận thế hội nếu mộ phần hắc đế sắp xuất thế liền dùng thời gian này để hào hảo thế hội một chút diệu dụng của pháp tắc mộ phần hắc thủy đại đế xuất thế sẽ trời dáng dị tượng khẳng định là kinh thiên động địa phong vân biến sắc chỉ cần tài phụ cận mấy vạn lý cổ thần không có khả năng không có cảm giác thiên địa biến hóa tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ thời cơ về phần tàng khôn sơn muốn dẫn những cường giả đậu hư khác đến đây trả thú hắc hắc trong lòng cổ thần khẽ cười một tiếng cứ để hẳn đến đây đi coi như là thánh hoàng cơ nghiêu tự mình tới cũng không thấy được cái bóng của cổ thần cổ thần tạm ở lại trong sơn động đếm phát tắc lĩnh ngộ trong lòng tỉ mỉ chậm rãi thể hội hoàn toàn chuyển hóa tăng khôn sơn liên tục thuấn di một đường hướng nam đi trong lòng liên tục cười nhạt thầm nghĩ cổ thần qua nhiều năm như vậy chúng ta một mực tìm ngươi cũng không hình bóng hôm nay ngươi dám lộ diện hư hư cho dù người bước vào độ hư bí cảnh thực lực có thể hơn ta thì tính là gì chỉ cần ngươi không giống rùa đen rút đầu trốn trốn tránh tránh không dám gặp người đợi nhị ca tìm đến lại thêm lão quỷ trịnh gia hắc hắc cho người chết không chỗ chôn nếu muốn an toàn để thánh hoàng cũng mời tới mấy lão quỷ các đại gia tộc khác cũng gọi lần này mộ phần hắc đế xuất thế hết thảy đều phải đi ra cổ thần ngươi thực lực có mạnh thì chắc cánh cũng khó thoát tăng khôn sơn độn tốc nhanh chóng ngay lập tức đi trăm dặm một giờ liên rời khỏi địa giới đại mông tiến nhập địa giới đại kiên thánh đình chưa tới một canh giờ đã tới đệ nhất thánh đô ngọc tiêu thành ngọc tiêu thành ở trung ương đại Kiên thánh đình là tu sĩ thành trì lớn nhất trung thủ diện tích trừng thiên lý ở giữa ngọc tiêu thành là một khoảng đất trống diện tích vạn trượng trên bầu trời của nó có một tòa cung điện thật lớn huyền phù chính là ngọc tiêu cung tăng khôn sơn đi tới ngọc tiêu thành lập tức đem tin tức cổ thần hiện thế nói cho các vị cường giả độ hư bí cảnh từ trong sinh tử bí cảnh đi ra bởi vì chư tử thế gia trịnh gia gia chủ trịnh mộng nam bị giết chết tứ đại chư tử thế gia đều có một lão tổ từ trong sinh tử bí cảnh đi ra trong đó hầu gia và hạ gia lão tổ đều là cường giả giá vụ sơ kỳ thương gia lão tổ là cường giả giá vụ trung kỳ trịnh gia lão tổ là cường giả giá vụ hậu kỳ kinh lịch qua trăm năm tam tộc đại chiến lại sống đến bây giờ thì đều là cường giả độ hư Chỉ ít cũng cường giả giá vụ cường giả độ hư đằng vân kỳ nếu không phải thương vong chip cũng hao hết thọ nguyên số còn lại rất ít ỏi giống như cơ thần không vậy trong tàng gia tam não trừ tàng khôn sơn lão nhị tàng khôn phàm đều từ trong sinh tử bí cảnh đi ra chỉ có lão đại tàng khôn huyền còn cần một chút thời gian lâu thì ba năm nhanh thì một hai năm liền có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong đến khi cổ thần xuất thế tàng khôn phàm cùng lão tổ tứ đại chư tử đều động dung lúc cổ thần hủy diệt đại danh đế đình liền biến mất 60 năm tàng gia và tứ đại chư tử thế gia cường giả độ hư từ trong sinh tử bí cảnh đi ra kết quả tìm không thấy người không phát tiết một ngụm ác khí trong lòng hôm nay biết được tin tức của cổ thần cả người bừng bừng từng gỗ nhiệt khí không nói hai lời liền theo táng không sơn phi độ đến đầu muốn hắc thủy trước khi đi thật ra mấy người đều đã hỏi qua ý kiến thánh hoàng cơ nghiêu kết quả thánh hoàng vô cùng vui mừng giết một tù sĩ độ hưu làm sao có thể phải dốc toàn bộ lực lượng thành đình nếu làm như vậy không khỏi để người khác chê cười có mấy người tàng gia đảm nhiệm việc tiêu diệt cổ thần quả là cầu còn không được ngẫm lại thì mấy người đó cũng là hai vị lão tổ tàng gia lão tổ tứ đại chư tử thế qua tổng cộng sáu người trong đó có hai người là giá vụ hậu kỳ một người giá vụ trung kỳ Ba người giá vụ sơ kỳ, sáu người liên thủ coi như là siêu cấp cường giả hư không sơ kỳ đều phải nể mặt ba phần, chẳng lẽ lại sợ không tiêu diệt được một tu sĩ độ hư đằng vân sơ kỳ, cho dù cổ thần có được truyền thừa của chiến thần vu tộc thực lực cao hơn tu sĩ cùng giai? thậm chí cường giả đậu hư giả vụ sơ kỳ cũng không là đối thủ nhưng trước sự liên thủ của sáu vị cường giả giá vụ cũng chỉ có một con đường chết mà thôi tăng khôn sơn tăng khôn phàm trịnh Diệc hùng thương vũ văn hậu vô duyên hạ phi trần sáu vị cường giả giá vụ xuyên toa trong hư không cao hơn hai vạn trượng tốc độ nhanh đến cực điểm chỉ không đến một thời thần sáu vị cường giả giá vụ đã đến vị trí mà tàng khôn sơn và cổ thần giao chiến mặt đất bị xới thành một hồ to sâu trăm trượng phương viên ngàn trượng xung quanh bị kẻ nát như mạng nhện cảnh tượng chiến đấu đập vào mắt khiến mấy người nhìn thấy đều kinh hãi trên đường đi đến tàng khôn sơn đã miêu tả thực lực của cổ thần cho năm người còn lại mỗi một người nghe thấy đều há miệng trừng mắt nếu như người kể lại không phải là tàng khôn sơn bọn họ tuyệt đối không tin một tu sĩ mới bước chân vào độ hư đằng vân sơ kỳ lại có thể chiến thắng được một cương giả độ hư giá vụ đồng thời quá trình chiến đấu còn diễn ra nhanh đến mức khó tin tăng khôn phàm hạ xuống mặt đất nhìn hồ sâu trước mặt cả kinh nói lão tam có đúng là hai hiệp cổ thần chỉ cần hai hiệp đá anh kích ngươi chịu trọng thương khuôn mặt tàng không sơn trở nên trắng bệch gật đầu tự hồ sự việc thất bại trong vòng hai chiều trước một tu sĩ kém xa tu vi khiến hắn cực kỳ mất mặt một vị cường giả giá vụ hậu kỳ khác trịnh diệt hùng nhìn hồ sâu trước mặt rồi cuối cùng ánh mắt dừng lại dưới đáy hồ nói thật là một quyền bá đạo cổ thần mới tiến vào độ hư thực lực đã kinh khủng như vậy nếu cho tu vi của hắn thăng lên một cảnh giới nữa đến lúc đó sợ là cho dù sáu người chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn người này quá mức đáng sợ nếu không có thâm cừu đại hận thật sự là không nên dính vào nhưng nếu đã có cừu hận thì chúng ta tuyệt đối không thể để hắn tạo thành uy hiếp cần phải lấy thế xét đánh không kịp bưng tai không từ bất kỳ thủ đoạn nào diệt sát hắn không thể nào để cho hắn thêm cơ hội phát triển nữa ba vị lão tổ hạ phi trần hầu vô duyên thương vũ văn đồng thời gật đầu biểu thị đồng ý với ý kiến của lão tổ chính gia tăng khôn sơn quét mắt nhìn xung quanh nói cổ thần rất quan tâm đến hắc đế mộ chủng ta đã lợi dụng điểm này đưa hắn chế trụ ở xung quanh Hắn là hắn đang ẩn nấp không xa nơi này chúng ta bắt đầu tìm kiếm những vùng phụ cận không thể để hắn lại trốn thoát lần nữa ok Mọi người đồng loạt gật đầu đồng ý, Tàng Khôn Phạm nói, chúng ta chia làm ba tổ, ta thành hình chữ thức, tiến hành vây kín tìm tòi khu vực xung quanh, lão tang cùng một tổ với ta, Trịnh lão quỷ và Hạ lão quỷ thành một tổ còn lại thương lão quỷ và Hầu lão quỷ tạo thành một tổ, chúng ta mạnh yếu liên hợp, mặc kệ tổ nào phát hiện ra cổ thần đều cố gắng áp chế hắn trong chốc lát đợi hai tổ đến chi viện, lúc đó chính là tử kỳ của hắn. Thời gian cổ thần và Tàng Khôn Sơn chiến đấu không mất bao nhiêu, cổ thần đang nhắm mắt ngồi trên sơn động, tăng thể hội cảm giác khi bước vào độ hư, đột nhiên thần sắc khẽ động, hai mắt liền mở ra, quả nhiên là không biết giáo huấn, muốn tìm chết. cổ thần thở dài, cổ thần tu luyện chiến thần bất diệt thể sớm đã tu luyện đến nguyên thần dung khiếu, đã đến cảnh giới đại thành, nhà thần dung nhập, từ nay về sau huyết nhục không thể bị chia lìa, thân thể mạnh mẽ không gì sánh được, đủ điều kiện để tu luyện bí thuật đệ nhất thiên hạ chiến thần diệt tinh thần. nói cách khác cổ thần và tu sĩ bình thường khác nhau ở chỗ không có nguyên thần không có thần thức, mà tu sĩ sử dụng thần thức là để điều tra thần thức của tu sĩ khác nếu như hai người có tu vi không quá khác biệt như vậy thần thức mạnh hơn có thể phát hiện ra thần thức yếu hơn mà thần thức yếu hơn không thể nào phát hiện ra thần thức mạnh hơn được cổ thần không có thần thức vì vậy tu sĩ khác đừng hỏng phát hiện ra hắn tốn tại thế nhưng cổ thần lại có thể cảm ứng người khác đến gần nhờ cơ thể khi có sinh vật hoạt động trong không khí sẽ tạo thành ba động không khí vô loa tu si có tu vi cường đại cỡ nào chỉ cần thân thể khé động không khí xung quanh liền có biến hóa mà không khí có biến hóa là lập tức cổ thần có thể cảm nhận được sáu vị cương giả giá vụ đến không ngờ cổ thần lại dường như không thèm quan tâm không để ý đến sáu người lập tức nhắm mắt lại tăng khôn phảm tăng khôn sơn trịnh diệc hùng thương vũ văn hầu vô duyên hạ phi trần sáu vị lão tổ tìm kiếm tỉ mỉ hết một ngày trời xung quanh phương viên một vạn lý đầu nguồn hắc thủy đến nửa bóng người cũng không thấy trở lại chỗ cũ sáu người lại tụ tập về một phía ánh mắt trịnh diệc hùng quét nhìn về bốn phía ngoại trừ sáu người ra thì dường như không còn bất kể một ai khác khuôn mặt trịnh diệt hùng khẽ nhíu lại nói tăng lão tam ngươi chắc chắn cổ thần không rời khỏi chỗ này hắn mới bước vào độ hư đằng vân kỳ không thể nào có thể thoát khỏi thần thức của chúng ta điều tra hay là ngươi bị hắn đùa diễn cổ ý dẫn chúng ta đến đây một chuyến vối trong các đời chiến thần của cổ vu tộc thì người có thể tu luyện chiến thần bất diệt thể đến cảnh giới nguyên thần dung khiếu cũng không nhiều bởi vì nguyên thần diệt tinh quyền nhất định phải tu luyện chiến thần bất diệt thể đạt tới cảnh giới đại thành thì mới có thể thi triển cho nên đại bộ phận chiến thần đều không thể thi triển được chiến thần diệt tinh quyền từ trước tới giờ đều là dùng vũ khí để giết địch thân hình cường tráng lưng đeo một thanh cự phủ tàn mát ra chiến ý kinh thiên đây cũng là hình tượng khắc họa các đời chiến thần của cổ vu tộc từ sau thời thượng cổ cổ vu tộc cũng không có xuất hiện trên thế gian người có thể tu luyện chiến thần bất diệt thể đến cảnh giới nguyên thần dung khiếu cũng chỉ có chiến thần tinh kinh là một trong những đại chiến thần của cổ vu tộc mới có thể tu luyện được vu sĩ của cổ vu tộc không ai không biết tu luyện chiến thần bất diệt thể đến cảnh giới đại thành thì khi dùng thần thức điều tra sẽ có hiệu của kỳ diệu vu sĩ cổ vu tộc còn như thế thì người yêu hai tộc lại càng không biết cho nên trịnh diệt hùng cũng không thể nào biết được không chỉ riêng bọn hắn mà coi như thánh hoàng đích thân đến đây cũng không có khả năng dùng thần thức để tìm được cổ thần tăng khôn sơn tỏ vẻ khó chịu nói ta cũng không thể xác định bất quá ta xem cổ thần cũng phải giống như một tên trộm gian dùng mảnh lưới trêu cột người khác hắn đối với phần mộ của hắc thủy có hứng thú chắc chắn không rời đi quá xa Trịnh Diệp Hùng nói, ta xem như hắn đang đùa cợt ngươi, hắn cũng không phải là người ngu, chẳng nhẽ còn tiếp tục ẩn thân ở xung quanh đây chờ người dẫn chúng ta đến tìm hắn. Tăng Khôn Phàm giơ tay lên nói, bây giờ không phải là lúc để tranh luận, mà kẻ cổ thần có ở đây hay không, chúng ta đều phải tra xét. Hắc Thủy Hà Nguyên này có phạm vi vãi dặm, cũng không có thấy bóng dáng của hắn. Tăng Khôn Phàm vừa nói chuyện đồng thời ánh mắt cũng chuyển động nhìn về một vết nước trên sườn núi cách đó không xa. Chúng ta đi qua sườn núi kia xem, cổ thân hoặc là đã rời khỏi nơi này, rất có thể là hắn đang ẩn thân ở bên trong núi sâu. Dưới sự ngăn trở của đất đá, chúng ta có dùng thần thức cũng không thể nào điều tra hết được. Có lẽ ở trong khe nước ở sườn núi kia có một cái sơn động cách trở thần thức chúng ta điều tra cũng không chừng. Nhìn theo tay của tàng khôn phàm, ánh mắt mấy vị lão tổ đều nhìn về phía sườn núi lớn mà gật đầu. Xác thực thần thức của tu Si cũng không cách nào xuyên qua được đất đá. Nếu như so với không khí bên ngoài thì khi dùng thần thức tra xét phạm vi sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu như có một sơn động tịch mịch đi thông xuống dưới lòng đất thì dùng thần thức không thể nào điều tra được. Tàng khôn phạm nói, xem ra trong phạm vi của địa phương này cũng chỉ có cái sơn mạch kia là phức tạp nhất. Bên trong sơn mạch có hạp cốc cực lớn. Dù chúng ta có đứng ở ngay trên đỉnh núi mà cổ thần lại ẩn thân vào sâu bên trong hạp cốc thì cũng không thể nào phát hiện được hiện giờ đi vào xem nếu như hắn ở trong đó có thể nói là bắt rùa trong hũ còn không thì khẳng định hắn đã rời khỏi nơi này sáu vị lão tổ hướng tới chỗ sơn mạch gần đó mà phi độn đến cổ thần trốn ở trong sơn động cách chỗ sáu người đứng cũng không xa lúc này cổ thần không chỉ cảm thận được vị trí của sáu vị lão tổ mà ngay cả cuộc đối thoại của sáu người cổ thần cũng có thể nghe rõ rất nhanh sáu vị lão tổ đã tìm được sơn động mà cổ thần đang ẩn thân chỗ đó có sơn động tăng khôn phàm phi độn ở phía trước chỉ tay hưng phấn nói đi nhìn một cái ánh mắt trịnh diệc hùng vô cùng hưng phấn rất nhanh, sáu vị lão tổ đã đứng ở bên ngoài sơn động. Bọn họ dùng thần thức tìm tòi nhưng sáu người lại ngay người nhìn nhau. Bọn hắn cũng không có điều tra ra trong sơn động của tu sĩ. Chữ phi sơn động này rất sâu, sâu không thể đấy thì mới có địa phương mà thần thức khó có thể tra xét đến. Đi, vào xem. Trịnh Diệp Hùng đi vào bên trong sơn động, năm đạo độn quang lóe lên. Năm vị lão tổ theo sát sau lưng của Trịnh Diệp Hùng. Và trong sơn động, sáu vị lão tổ mới phát hiện ra sơn động này cũng không có sâu như trong tưởng tượng cũng chỉ có chừng 20 trượng mà thôi. Sáu vị lão tổ kiểm tra sơn động này một lần rồi lại dùng thần thức điều tra một lần nữa sau đó mới rời đi. Đến khi sáu vị lão tổ rời đi thì thân thể cổ thần từ dưới mặt đất ở trong sơn động chu lên. Vừa rồi sáu vị lão tổ vào bên trong sơn động, cổ thần liền thi triển thổ độn thuật vào trong bên trong lòng đất dưới sơn động hơn 10 trượng. Thần thức của Tu Si tuy không thể điều tra vào trong đất đá quá sâu, nhưng mà đối với thần thức của cường giả độ hư thì có thể kéo dài xuống dưới quá ngàn trượng. Nếu như tu sĩ bình thường lẻn vào trong mặt đất chỉ tấn không quá 2.000 trượng thì không thể nào chạy thoát khỏi thần thức điều tra của sáu vị lão tổ. Nhưng mà cổ thần lại không phải là một tu sĩ bình thường, trừ phi là người khác dùng mắt nhìn. Nếu không thì đừng mơ tưởng có thể dùng thần thức để điều tra hắn. Cổ thần xuất hiện ở trong sơn động, tiếp tục nhắm mắt lại bắt đầu cả mộ cảnh giới độ hư. Sáu vị lão tổ vẫn đang bận rộn không thôi bọn hắn đã điều tra toàn bộ sơn mạch mọi ngó ngách đều cẩn thận tìm tòi một lần nhưng cũng không thể nào tìm được bóng dáng của cổ thần cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể rời đi lúc này sáu người bọn họ đều cho rằng cổ thần đã rời đi từ khi sáu vị lão tổ rời đi thì cũng không còn ai tiến vào trong sơn động nơi cổ thần đang ẩn thân cổ thần đang đắm chìm trong pháp tắc ảo diệu trong nháy mắt mấy ngày đã trôi qua lại qua nửa ngày nữa cổ thần lại lĩnh ngộ thêm được một phần so với lúc mới bước vào cảnh giới độ hư thì càng thêm hiểu sâu hơn một phần ví dụ như không gian pháp tắc hiện tại cổ thần thuần di ít nhất có thể thuấn di với khoảng cách 2.000 trượng. Nếu như phối hợp với không gian bảo cửu long phủ long môn thì cổ thần có thể thuấn di tới vị trí cách đó một vạn hai ngàn trượng. Với tốc độ thuấn di như vậy, cơ hồ có thể sánh vai cùng cung giả vũ kỳ. Bảy ngày sau, cổ thần một mực ở trong động cảm ngộ pháp tắc chi lực. Trong lúc đó mặt đất dưới chân chấn động, lập tức trong không khí có một cỗ chấn động kịch liệt truyền đến. Hai mắt cổ thần trợn lên, trong mắt hắn liền mang theo kinh hỉ thầm nghĩ, có biến hóa, thân ảnh lóa lên, cổ thần liền lao ra khỏi sơn động. Cổ thần chân đạp thủy vân, bay vào trong hư không từ trên cao nhìn xuống phía tây dưới chân sơn mạch nơi đó có một ngọn núi lớn so với ngọn núi là cổ thần đang ẩn thần thì còn lớn hơn Trừng vạn trượng giờ phút này món núi cực lớn kia bắn ra một đạo quang đẹp mắt xuyên thẳng lên chân trời chẳng lẽ là phần mộ của hắc đế xuất thế cổ thần kinh hỉ nói đạo quang đẹp mắt kia xuyên thẳng lên trời cao cho dù có đứng cách đó ngoài vạn dạng cũng khó có thể chứng kiến được trong phương viên vạn dạng của hắc thủy hà nguyên có một đám tu sĩ thành đình một mực chờ đợi lúc này thiên địa dị tượng vừa mới xuất hiện rất nhanh tin tức liền được truyền đến nội cung thánh đình ngọc tiêu thánh hoàng cùng với mấy vị cường giả đỗ hư từ trong sinh tử bí cảnh đi ra một mực chờ đợi phần mộ hắc đế xuất hiện nghe được tin tức này bọn họ lập tức phi động tới hắc thủy hà một phút trôi qua đảo quang đẹp mắt phóng lên trời kia mới dần dần tiêu tán lúc này cả một ngọn núi lớn giống như bị người ta chém đi một nửa sự to lớn của nó giảm xuống trên ngàn trượng nhưng mà thay vào đó là một tòa cung điện có diện tích chừng ngàn trượng xuất hiện ngay trên đỉnh núi tựa hồ lúc trước tòa cung điện này bị phong ấn ở trong lòng ngọn núi hiện giờ sân thể của ngọn núi bị mất đi chừng ngàn trượng thì tòa cung điện này mới xuất hiện ở chính giữa cổ thần nhíu mày trong lòng kinh nghi tòa cung điện phía trước chiếm diện tích ngàn trượng vô cùng to lớn cực kỳ xa hoa thấy như thế nào cũng không thể giống phần mộ được bắt quá giờ phút này cũng không phải lúc để suy nghĩ đào quang đẹp mắt lúc trước đã không thấy đâu toàn cung điện xa hoa liền hiển lộ từ bốn phương tám hướng liền xuất hiện hơn 10 đạo độn quang hướng tới tòa cung điện nhìn qua thì đều là những cao thủ minh khiếu kỳ cổ thần cũng không hề chậm chút nào thân thể lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa hắn dùng thất di chi thuật mà phi độ đến tòa cung điện luận tốc độ thì những người kia không thể nào so sánh được với cổ thần khoảng cách mấy ngàn dặm đối với cổ thần thì chỉ cần mấy chục tức là đến hắn cũng là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh tòa cung điện đồ sộ này hắc thủy thành tông cổ thần nhìn hàng chữ ở cửa chính nghi ngờ nói đây không phải là phần mộ của hắc bế sao sao lại là di chỉ của hắc thủy ma môn còn gì đến Hắc Thủy Ma Môn, phần mộ Hắc Đế chính là phần mộ Hắc Đế. Trước tiên vào xem một chút, cổ thần tài cao lớn mật, hắn cũng không có cảm ứng được điều gì nguy hiểm. Bước chân đi nhanh đến trước của cung điện, sau khi khẽ thăm dò xung quanh không thấy có dị tượng gì thì mới bước vào bên trong cung điện. Cung điện thật lớn, cổ thần cảm thán không thôi. Vô luận là đế cung của Đại Mông Đế Đình hay là đế cung của Đại Thăng Đế Đình hay là chiến thần điện của cổ vu tộc. Những nơi đó cổ thần đều đã đi qua nhưng so với tòa cung điện của Hắc Thủy Ma Tông thì còn kém xa. Tại nơi sâu nhất trong cung điện có một đài cao ước chừng trăm trượng trên đài cao có một chiếc ghế khổng lồ tất nhiên là ngày xưa hắc thủy đại đế ngồi ở trên đó trên bức tường đằng sau chiếc ghế có một bức họa cực lớn rộng chừng 10 trượng cao 30 mươi trượng người trong bức họa mặc bộ áo đen mắt đen tóc đen tuổi tác ước chừng chỉ có 10 tuổi nhưng anh tuần dị thường cặp mắt đen giống như có mị lực lại để cho người nhìn chúng liền không muốn rời đi trên cổ của người thiếu niên này có đeo một khối ngọc bội ngọc bội kia ước chừng cũng phải mấy trượng cả miếng ngọc bội là một màu đen kịt trên đó có ghi lại bốn chữ đến hắc thủy nghệ tích ánh mắt cổ thân nhìn lên trên khối ngọc bội đó thần sắc chấn động nếu như đem bức họa này thu nhỏ lại vượt tầm với một người bình thường thì miếng ngọc bội mà thiếu niên đeo trên cổ kia vừa lòng bàn tay giống hết với khối ngọc bội mà cổ thần đoạt được từ tay đại đương gia của thanh long trại người này là hắc thủy đại đế cổ thần gian nan rời mắt khỏi bức họa hắn không khỏi thét lên kinh hãi ánh mắt cổ thần lại nhìn qua bức họa của hắc thủy đại đế nhưng lúc này hắn lại nhìn lên phía trên thần sắc một lần nữa khẽ động chỉ thấy phía bên trên bức họa có sáu chu lòng lánh thánh tông xuất đế mộ hiện thánh tông xuất đế mộ hiện. cổ thân nhìn sáu tử lớn lấp lánh kia thầm nghĩ nói như vậy mộ hắc thủy đại đế sẽ hiện thế sao đang lúc suy nghĩ đầu cổ thân vừa chuyến nhìn về phía ngoài đại điện hơn mười đạo đội quang đồng thời rơi xuống cung điện thông qua lực ba động của chúng tu sĩ cổ thân có thể dễ dàng phán đoán ra tu vi của người tới đều là tu sĩ minh khiếu kỳ nhất thời một trận tiếng ồn ào hồn độn từ ngoài cung điện truyền vào các người đám yêu nghiệt này dám đến địa giới tộc chúng ta của thực chính là muốn chết Hắc Thủy Đại Đế chính là đại đế tộc chúng ta, đám yêu nghiệt các ngươi cũng dám đến đây quấy rối, đoạt bảo vật của tộc chúng ta, thực sự là cả gan làm loạn. Ha 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 ha, nói khoác không biết ngược, chỉ cần lão tử thích, đừng nói vùng Hoàng vu vù dã ngoại này, cho dù là Ngọc Tiêu cung, lão tử cũng có thể đi. Hắc hắc, tộc của đại đế, Hắc Thủy Đại Đế là ma đế, nhân tộc các ngươi được coi hắn là tà ma ngoại đạo. Hắc Thủy Đại Đế tới lui cùng yêu tộc chúng ta càng nhiều hơn một chút, cùng yêu tộc Thanh Hoa Đại Đế là bạn tốt, trái lại đám nhân tộc gian trá các ngươi luôn mồm gọi hắn là tà ma ngoại đạo giới lại nói là truyền thừa bảo khố của hắn thật là không biết xấu hổ nghe giọng nói này đám tu sĩ tới bên ngoài cung điện tựa hồ cũng không phải tất cả đều là nhân tộc dĩ nhiên còn có yêu tộc bất quá tu sĩ bên ngoài cung điện tuy đều là cao thủ minh khiếu kỳ nhưng trên thực tế chỉ là tiên phong vẫn dừng lại tại gần đầu nguồn hắc thủy hà cưng già độ hư phía sau bọn họ mới là chính chủ do đó hai bên càng là người nói đến ta mắng đi nhưng vẫn chưa động thủ mắng hai câu hai bên cũng không có ý tứ tiếp tục cũng không dự định bỏ đi một người nói mục đích của đại gia chính là phần mộ của hắc thủy đại đế vậy đừng ở chỗ này mà tranh giành miệng lưỡi Di trì ma môn lớn như vậy khẳng định là tổng bộ hắc thủy ma môn chúng ta cùng nhau đi vào bảo vật bên trong ai cướp được trước thì là của người đó được chứ trong 10 năm này phụ cận đầu nguồn hắc thủy hà thỉnh thoảng có di chỉ thượng cổ hắc thủy ma môn xuất hiện bất quá di chỉ xuất hiện chỉ là một ít điểm nhỏ bên trong đôi lúc cũng có một số dấu hiệu để tìm hắc ngọc bội theo ghi chép này đi vào mộ phần hắc thủy đại đế lần này cung điện to lớn như vậy xuất hiện ai nấy đều biết khẳng định là tổng bộ của hắc thủy ma môn các điểm nhỏ đều chứng tỏ đã tiến vào mộ phần tất nhiên hắc ngọc bội cũng ở trong này đồng thời số lượng hẳn là không ít vô luận tu sĩ nhân tộc hay tu sĩ yêu tộc đều suy đoán trong tổng bộ hắc thủy ma môn tất nhiên có thể thu được không ít lợi ích do đó người nọ đề nghị lập tức được phần lớn người ủng hộ nhất thời hơn mười tên cao thủ minh khiếu kỳ nhất tề vượt qua đại môn hướng đại điện hắc thủy ma môn vọt tới bất quá những cao thủ minh khiếu kỳ vừa nhảy vào trong đại điện thấy phía trước có một tu sĩ trẻ tuổi đang đứng nhìn bọn họ về mặt thản nhiên đám cao thủ trong lòng còn đang kinh ngạc thì có người đã tiến vào đại điện một cỗ lực lượng, lượng thật lớn từ bốn phương tám hướng tràn vào trong hư không vô hình tự hồ trở nên cứng rắn đem bọn họ trói lại một chỗ cái gì Đó hư cường giá điều này khiến trong lòng chúng tu sĩ chấn động mạnh mẽ trong đại điện đích xác có một ít hắc ngọc bội đều rơi dài rác trên mặt đất tuy rằng cách rất xa mới có một khối thế nhưng diện tích đại điện thập phần to lớn số lượng hắc ngọc bội chí ít phải có 20 khối chúng tu sĩ nhảy vào trong đại điện nhìn hắc ngọc bội dưới đất trong mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn thế nhưng khổ nổi thân thể bị cổ thần dùng không gian cầm cố định trong hư không chẳng thể nhúc nhích chỉ có thể trợn mắt nhìn cổ thần hư thủ một trào liền có một khối hắc ngọc bội rơi vào trong tay hắn đám cao thủ minh khiếu kỳ cứ như vậy đành trợn mặt nhìn cảnh cổ thần đem từng khối hắc ngọc bội đoạt lấy đột nhiên ánh mắt cổ thần chợt lóe lại nhìn về phía bên ngoài cửa điện hắn rõ ràng cảm ứng được lại có mấy tên cao thủ minh khiếu kỳ phi độn tới hạ xuống bên ngoài cung điện nhanh trước tiên mọi người cùng tiến vào một thanh âm gấp cáp vang lên ngay sau đó năm bà Sieger người liền từ ngoài đại điện nhanh chóng vắt vào năm ca thủ minh khiếu kỳ này còn chưa rõ tình huống bên trong đã bị không gian cầm cố trói lại trong hư không mộ phần hắc thủy đại đế cần có hắc ngọc bội của hắc thủy ma tông mới có thể đi vào không có hạn chế thời gian nếu như mộ phần xuất thế sớm một chút và muộn một chút cũng không có khác biệt quá lớn do đó cưng giả độ hư muốn tiến nhập mộ phần hắc thủy ma tông cũng không chờ ở phụ cận đầu muôn hắc thủy hà chỉ là thế lực khắp nơi đều để lại một nhóm cao thủ minh khiếu kỳ đỉnh phong ở trong phạm vi xung quanh giám sát Độ hư cường giả trong tổng bộ hắc thủy ma môn lúc này cũng chỉ có một mình cổ thần đối mặt với đám cao thủ minh khiếu kỳ đỉnh phong tự nhiên là không chút áp lực đem tất cả tu si tiến vào bên trong dùng không gian cầm cố trói lại không thể nhúc nhích hai tay cổ thần không có dừng lại lại hư thủ bắt ra một khối hắc ngọc bội nữa bị hắn đặt vào trong tay bỏ vào càn khôn chạc chốc lát lại có một nhóm cao thủ minh khiếu kỳ đỉnh phong rơi xuống bên ngoài cung điện không hề dừng lại tựa hồ như có chút vội vã nhảy vào bên trong. Tự nhiên, vừa tiến vào đại điện lại bị cổ thần sử dụng không gian cầm cố nhốt lại trong không trung, không thể động đậy, ngay cả miệng cũng không mở ra được. Lúc này đây lại có bốn tăng nhân tiến vào đại điện, xem ra là người trong Phật môn. Cổ thần đem toàn bộ hắc ngọc bội rơi trong đại điện thu vào trong tay, để trong càn khôn trạc. Ánh mắt đảo qua đám tu sĩ Minh Khiếu Kỳ nhìn lại, bốn tu sĩ Phật môn tiên vào cuối cùng, 11 người lúc trước, có một số là tu sĩ của nhân tộc Thánh Đình, có một số là tu sĩ si yêu tộc cổ thần đi tới chỗ năm tu sĩ minh khiếu kỳ ở giữa quan sát không biết năm người này thuộc về phương thế lực nào phật môn thánh đình yêu tộc ngoại trừ cổ vu tộc các siêu cấp đại thế lực của nhân yêu lưỡng tộc cơ bản đều tới rồi cổ vu tộc không có độ hư cường giả cạnh tranh như vậy tự nhiên là lựa chọn không dính vào rồi đi tiên phong đều là cao thủ minh khiếu kỳ đỉnh phong có thể thấy được mỗi một phương đều có cường giả độ hư tồn tại ngoại trừ phật môn thánh đình yêu tộc cũng có cường giả độ hư của mình cổ thần vung tay lên năm tên tu sĩ minh khiếu kỳ ở giữa nhất thời cảm thấy áp lực xung quanh biến mất thân thể khôi phục tự do thấy những tu sĩ khác chưa được giải phóng chỉ có năm người được thả liền đồng thanh nói đã tạ tiền bối cổ thần chưa bao giờ gặp qua năm người năm người cũng không nhận ra cổ thần thấy cổ thần là cường giả độ hư con tưởng rằng là nhân vật ngàn năm một cao tiền bối cũng tương xứng cổ thần khoát tay áo nói các ngươi là tu sĩ long tộc sao thân hải bí cảnh long tộc tử có thể biến hóa nhưng cũng không triệt để vẫn còn lưu lại một chút đặc thù của long tộc ví dụ như lòng giác long lân nhưng đạt tới mạnh tuyển bí cảnh long tộc có thể triệt để biến hóa cùng nhân tộc nhìn như nhau năm người đều là cao thủ minh khiếu kỳ đỉnh phong dưới trạng thái hình người cổ thần dĩ nhiên nhìn không ra là tu sĩ long tộc một tên tu sĩ minh khiếu hậu kỳ tiến về phía trước một bước nói hồi bẩm tiền bối năm người chúng ta đều là bộ tộc kim long anh cổ thần thần sắc khẽ động thầm nghĩ chẳng lẽ ngô tinh đại ca đã tìm được kim long tộc nhất thống long tộc rồi sao cổ thần lập tức hỏi kim long bộ tộc người ngô tinh đại ca của ta không năm người sắc mặt vui vẻ cùng kêu lên nói tiền bối người biết ngô tinh đại thống lĩnh cổ thần trong lòng vui vẻ ngô tinh của nhiên đã nhất thống long tộc hỏi hắn đang ở đâu tu sĩ kim long minh khiếu hậu kỳ nói đại thống lĩnh muốn ta chờ ở gần đầu nguồn hắc thủy hà đợi hắc thủy mộ phần xuất thế ta thấy nơi này bắn ra một đạo quang mang chói mắt xông thẳng lên trời liên cho rằng mộ phần đã xuất thế nên nhanh chóng truyền tin cho đại thống lĩnh rồi có lẽ hắn đang đi tới đây được ha ha cổ thân nghe vậy vui vẻ cười một tiếng nói ta cùng với ta cùng với ngô tinh đại ca lâu rồi không gặp nếu hắn đến đây ta liền ở lại chờ vậy trong đại điện ngoài bức họa hắc thủy đại đế cùng với hắc ngọc bội rơi vùng vãi trên đất cũng không còn gì cả cổ thân để năm tên kim long tu sĩ tìm kiếm các gian phòng khác mỗi cái một lần tìm ra được không ít bảo vật tâm tình đại hỉ khi năm tên kim long tu sĩ trong cung điện tìm kiếm bảo vật cổ thần đem những tên tu sĩ còn lại tất cả nhốt trong như ý linh lung bảo tháp sau đó đi ra bên ngoài cung điện chờ đợi tuy rằng nói đám cường giả phật môn thánh đình yêu tộc đều đang đi tới nơi này để cho toàn bộ tụ họp lại nhưng cổ thần không muốn hiện tại bị những tên tu sĩ này tiết lộ tin tức nên chờ đợi gặp được ngô tinh rồi thả người ra cũng không muộn khoảng chừng nửa ngày trôi qua cổ thần ánh mắt sắc bén Liên thấy ngoài năm sáu dặm phía đông bắc có chín đạo độ quang như thiểm điện xuyên qua hư không mà đến Người tới chính là chín tên độ hư cường giả. Từ phía đông bắc mà đến, một không phải Phật môn tu sĩ, hai không phải thánh đình tu sĩ. Chỉ có thể là long tộc hoặc là yêu tộc tu sĩ, cổ thần tinh thần lập tức đề cao, đồng thời. Trong lòng rất kinh ngạc, dĩ nhiên có tới chín tên độ hư cường giả. Nếu người tới của thật là đám người ngô tinh, như vậy thực lực của bộ tộc Kim Long của Niên Kinh Khủng. Bất quá, ánh mắt của cổ thần cũng không chỉ cố định ở một phương hướng. Tuy thời đều chú ý bốn phương tám hướng, mới nháy mắt qua đi. Phía nam lại có tán đạo độn quang xuất hiện trong tầm nhìn của cổ thần. Động quang này tựa như lưu tinh, xuyên qua hư không mà đến. Người tới cũng là 8 tên độ hư cường giả. Phía đông bắc 9 tên độ hư cường giả, phía nam lại có 8 tên độ hư cường giả nữa. Kết trước cường giả độ hư chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Lúc này không ngờ xuất hiện nhiều như vậy, ngay cả cổ thần đã bước vào độ hư. Trong lòng vẫn nhịn không được bị chấn động. Chính lúc đang kinh hãi, ánh mắt cổ thần lại khé động. Chỉ thấy hướng Tây Nam cũng xuất hiện ba đạo độn quang, đồng dạng xuyên qua hư không mà đến. Dĩ nhiên cũng là ba tên độ hư cường giả chỉ một cái hắc thủy mộ phần không ngờ dẫn tới 20 vị độ hư cường giả vốn tồn tại như truyền thuyết quả thật khiến cổ thần thất kinh kiếp trước cổ thần sống qua 500 năm độ hư cường giả mà hắn từng gặp cũng chỉ có một mình cơ thần không thánh hoàng cơ nghiêu và độ thiện đại sư cũng chỉ là nghe đồn mà những độ hư cường giả còn lại thì chỉ khi hắc thủy mộ phần xuất thế thỉnh thoảng nghe nói tới nhưng không có lưu lại tên nên không biết là thật hay giả lúc này không ngờ có 20 vị độ hư cường giả đồng thời xuất hiện trước mắt cổ thần sao không khiến hắn sợ hãi cho được những vị độ hư cường giả tuyệt đại đa số đều có tu vi giả vụ tốc độ chạy cực nhanh mới vừa xuất hiện trong tầm nhìn của cổ thần hiện tại đã lộ rõ diện mạo trong phạm vi gần cổ thần nhất chính là chín vị độ hư cường giả đến từ phía đông bắc bà trước sáu sau ba người phía trước đều độ hư mà đi dưới chân không có đám mây cũng không có vũ khí dĩ nhiên là bà gã hư không kỳ siêu cấp cường giả một người ở giữa tóc bạc mặc bạch y tuổi trừng song thập khí thôn thiên hạ nhìn thấy cổ thần trong ánh mắt lộ vẻ vui mừng chính là thượng cổ cương giả ngô tinh được hắn cứu ra từ địa cung cổ thần đang muốn tiến lên bắt chuyện thì đột nhiên một cỗ sát khí sắc bén từ tiền phương cuộn trào mãnh liệt mà đến cội nguồn sát khí là từ một vị trung niên nam tử tuổi chừng 30, mươi mặc kim sắc trường bào mắt như mắt ưng trong mắt nộ khí đằng đằng tràn đầy sát ý người này cổ thần nhận ra được chính là con kim sĩ đại bàng bị cổ thần một kiếm trúng tin trong côn ngô bí cảnh kia từ lúc cổ thần từ nam hoang trở về thương thế của kim bàng cũng gần phục nguyên toàn bộ Trải qua khoảng 2 tháng, thương thế kim bàng hồi phục hoàn toàn, liền đi tới trung Thủ, tìm kiếm cổ thần, nhưng lúc này, cổ thần đã dung nhập bác hoang trần thế. Tại cốc gia thôn trải qua những ngày yên bình, kim bàng không tìm được cổ thần, mấy năm sau liền quay trở về đông hoang yêu vực. Sau khi thương thế phục nguyên, thực lực không người cường đại là vị hư không kỳ siêu cấp cường giả. Trong yêu tộc không ai có thể đối địch, hơn 10 năm qua, kim bàng đem cường giả yêu tộc từng người đánh bại, sớm nhất thống yêu tộc. Danh hào kim bàng vương không chỉ có tại yêu tộc như mặt trời ban trưa mà ngay cả trong nhân tộc tu si cũng là đại danh lẫy lừng trong lòng kim bàng đối với việc cổ thần một kiềm đánh trúng tim hắn vẫn nhớ mãi không quên thân ảnh cổ thần gắt gao khắc trong lòng kim bàng lúc này vừa thấy cổ thần lừa dẫn liền bùng phát không nói hai lời đã hạ sát thủ cổ thần vừa mới cảm thấy sát khí bao phủ thân thể kim bằng vương trợn lóe liền biến mất không thấy hư không kỳ siêu cấp không thấy thuấn di có thể đạt tới thiên lý trong sát na xuyên phá hư không vượt qua thiên lý xuất hiện cách cổ thần ngoài trăm dặm chỉ thấy kim sắc trường bào của kim bằng vương rồi đột nhiên bùng phát kim quang biến thành một đôi kim xí rộng chừng nghìn trượng trên đôi kim xí si này tràn ngập kim sắc trường linh cực kỳ hung ác theo đôi cánh của kim bằng vương chấn động không dưới trăm vạn kim sắc trường linh tất cả đều bắn về phía cổ thần một một đạo kim sắc trường đều hóa thành một thanh lợi đao màu vàng một có khí tức trí mang bao phủ cổ thần một một thanh lợi đao màu vàng đều có uy lực tương đương với một kiện tiên bảo bị hàng ngàn hàng vạn kiện tiên bảo đồng thời công kích cho dù là hư không kỳ siêu cấp cường giả nếu bị bổ chúng em là cũng bị chén nát bấy này sắt là thân thể kim bằng vương từ trong hư không xuyên qua bốn phương tám hướng trong hư không đột nhiên truyền đến một trận lực lượng vô cùng lớn nhất thời đem cổ thân định tại hư không cổ thân nhìn thấy ngô tinh trong lòng bình phục không nghi tới dĩ nhiên lại bị người ta tập kích từ phía sau nhất thời lâm vào hiểm cảnh không gian cầm cố của siêu cấp cường giả hư không kỳ so với cường giả giá vụ kỳ lực lượng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp cổ thân có thể dễ dàng phá tan không gian cầm cố của tàng khôn sơn thế nhưng dưới không gian cầm cố của kim bằng vương ngay cả môi cũng không mất máy được một cỗ lực lượng vô hình khiến lực lượng toàn thân căn bản không thể thi triển được cổ thần từ trong không gian cầm cố của kim bằng vương cảm nhận được một cỗ khí tức không thể kháng cự điều này chứng tỏ kim bằng vương lĩnh ngộ đối với không gian cầm cố vượt xa cổ thần khoảng cách hơn kém giữa hai người vô cùng xa nên mới có cảm giác không thể kháng cự đó cổ thần khi tại minh khiếu kỳ cực hạn đối mặt với không gian cầm cố của tàng khung sơn còn có thể dựa vào như ý linh lung bảo tháp và vô thượng thần thông phối hợp để phá giải cổ thần thúc giục lực lượng muốn phóng xuất như ý linh lung bảo tháp thế nhưng mi tâm của hắn tựa hồ cũng bị trói buộc như ý linh lung bảo tháp trong không gian mi tâm tả sung hữu đột, không thể lao ra khỏi. Không gian cầm cố của kim bằng vương dĩ nhiên lợi hại đến mức đó. Cổ thần ngay cả có bảo vật cũng không dùng được. Nếu muốn phá không gian pháp tắc của kim bằng vương thì có một cách đó chính là sử dụng thuần dương trí bào chiến thần lệnh phóng xuất thuần dương chi hòa. Thuần dương vượt qua ngũ hành, có thể đốt cháy tất cả. Coi như là chư tử đại tiên hợp đạo kỳ cũng không chịu nổi thuần dương chi hỏa thiêu đốt. Thuần dương chi hỏa vượt xuất tất nhiên có thể đem không gian cầm cố của tinh khí đốt sạch. Bất quá, chiến thần lệnh là một đồ vật tai họa lúc này tứ phương có nhiều độ hư cường giả nhiều như vậy nếu cổ thần lộ ra chiến thần lệnh họ của thiết tưởng không chịu nổi nếu để lộ ra chiến thần lệnh sợ rằng từ nay về sau sẽ trở thành công địch của tất cả độ hư cường giả nghìn năm trước chiến thần cổ vu tộc mang theo chiến thần lệnh dù là siêu cấp cường giả hư không kỳ vẫn bị vô số độ hư cường giả vây công đến chết cổ thần hôm nay mới đạt tới đằng vân kỳ bước vào độ hư bí cảnh tuy rằng đem chiến thần bất diệt thể tu luyện tới cảnh giới đại thành so với chiến thần xí còn có trình độ cao hơn nhưng thực lực so với chiến thần xí hư không kỳ kém xa cả vạn dặm nếu bị bại lộ em là cổ hoang sẽ chẳng có chỗ dung thân bị độ hư cường giả liên thủ truy sát vô cùng vô tận sử dụng chiến thần lệnh hậu của nghiêm trọng không dùng chiến thần lệnh vô vọng đào thoát đang lúc trong lòng cổ thần do dự đột nhiên bốn phía áp lực giảm xuống một người tóc bạc từ trong hư không bước ra xuất hiện trước cổ thần nhìn trượng mặc bạch y chính là ngô tinh ngô tinh đánh ra một trưởng một đạo tử phương long từ lòng bàn tay hắn bay ra trong nhảy mắt hóa to ra phương viên trừng vạn trượng chính là vô thượng tiên bảo tổ long ấn tổ long ấn chặn ngang phía trước tựa như một bức tường thành không thể phá vỡ hàng ngàn hàng vạn kim linh của kim bằng vương biến thành kim cương sắc bén đều bị tổ long ấn ngăn chặn kim bảng đạo hữu có gì đã thương huynh đẻ của ta ngô tình hét lớn một tiếng thấy ngô tinh xuất thủ kim bằng vương ngần người nói người này từng thiếu chút nữa hủy đi đạo hành của ta diệt thân hình của ta một lấy tính mạng của ta thủ án như vậy sao có thể không giết Mô tinh từ phía tây nam xuyên qua hư không mà đến, nhìn thoáng qua, nói. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và đội Thiện Hòa Thượng cùng tới, chúng ta cường địch bao quanh. Kim bằng Đạo Hữu, hôm nay chúng ta liên thủ kháng địch, không thể nổi giận. Cổ thần có ân cứu mạng với ta, là huynh đệ của ta, nề mặt ta có thể hóa thù thành bạn. Hòa thuận chung sống được chăng? Ân oán ngày trước, ta thay mặt cổ thần xin lỗi ngươi, như vậy được không? Kim Bằng Vương hùng hằng liếc mắt nhìn cổ thần, lại nhìn cường giả nhân tộc đã dừng ở ngoài ngàn dặm, biết lúc này cần phải liên thủ cùng long tộc mới có thể chống lại cường giá nhân tộc nên gật đầu nói được tạm thời bỏ qua cho hắn một lần bất quá trước đây hắn hại tính mạng của ta ta không lấy tính mạng của hắn hắn phải bồi thường cho ta mô tinh nói hôm nay không phải thời gian thích hợp để nói những điều này miễn cho cường giả nhân tộc chê cười kim bảng đạo hữu ngày khác ta nhất định cho ngươi một câu trả lời thuyết phục hôm nay phải lấy hắc đế mộ phần làm trọng được chứ kim bằng vương cười hắc hắc nói hà tất đợi tới ngày khác ta chỉ có một yêu cầu nho nhỏ cổ thân tại côn ngô bí cảnh đã thương tâm tạng của ta sau đó chiếm được một kiện vô thượng tiên bảo như ý linh lung bảo tháp chỉ cần hắn đem như ý linh lung bảo tháp cho ta ân oán trong côn ngô bí cảnh liền xóa bỏ kim bằng vương hôm nay chúng ta vì mộ phần hắc thủy đại đế mà đến công địch tộc khác bao vây xung quanh chúng ta cần phải đoàn kết lại liên thủ đối địch ngươi sao có thể vì ân oán cá nhân tranh cái ẩm ý không ngừng không nghỉ mà không lấy đại cục làm trọng hà ngươi lòng dạ khí độ như vậy sao có thể đứng đầu yêu tộc một vị cường giả yêu tộc giá vụ hậu kỳ trách mắng thạch hầu vương ngươi kim bằng vương tức giận quay đầu lại trừng mắt với thạch hầu vương nhưng đối phương cũng không chịu yếu thế dùng ánh mắt sắc bèn đấu lại kim bằng vương nhìn thoáng qua hai gã cường giả yêu tộc khác thấy cả hai đều đứng về phía thạch hầu vương bản thân lại bị cô lập chỉ đành thuận theo tình thế nói được 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 cổ thần chuyện hôm nay tạm thời ngừng ở đây chờ chuyện mộ phần hắc thủy đại để chấm dứt lại cùng ngươi tính sổ ngươi thân là tu sĩ nhân tộc là muốn đứng về phía đại ca ngươi hay muốn đến bên đám nhân tộc kia kim bằng vương lời này vừa nói ra đám cường giả nhân tộc đều chăm chú nhìn về phía cổ thần xem hắn trả lời ra sao nếu cổ thần nói muốn cùng cường giả yêu tộc một bên rời bỏ nhân tộc vậy có thể cường giả liệt vào phản đối nhân tộc khiến hắn mất hết danh dự trở thành kẻ địch của nhân tộc từ số lượng trước mắt mà xem cường giả độ hư của nhân tộc là 11 người cường giả độ hư của yêu tộc và long tộc có ít hơn nên luận thực lực nhân tộc vượt trội hơn một chút ngoại trừ những người đó cổ thần cũng là cường giả độ hư đồng thời cũng không kém hơn một cường giả giá vũ kỳ là mấy chỉ cần hắn đứng về phía yêu tộc thì tổng thể thực lực hai bên cơ bản là cân bằng chúng cường giả yêu tộc long tộc cũng đều nhướng may nhìn kim bằng vương tựa như ngày ngốc nguyên bản cổ thần và ngô tinh hai người có danh nghĩa là huynh đệ mặc kệ có đứng về một phía hay không khi tiến nhập mộ phần hắc thủy đại đế khẳng định cũng sẽ không đối lập với nhau mà kim bằng vương vừa nói ra lời này là buộc cổ thần phải lựa chọn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan Cổ thần thân là tu sĩ nhân tộc, không có khả năng bất chấp tất cả nói muốn thoát ly nhân tộc, đứng về phía yêu tộc. Nên Kim Bằng Vương lời này vừa nói ra ngang với bức cổ thần đứng về phía nhân tộc rồi. Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía cổ thần, chờ hắn đưa ra lựa chọn, cổ thần cũng mỉm cười, nói: "Ta là chiến thần cổ vu tộc, đại biểu cổ vu tộc, tìm kiếm hắc thủy mộ phần, không đứng về phía bên nào cả." Cổ thần vừa nói ra lời này, đem tình cảnh tiến thoái lưỡng nan hóa giải hoàn toàn. Mô Tinh nghe vậy cười, ông quyền nói với cổ thần: "Long tộc nguyện cùng chiến thần cổ vu tộc, tiến vào mộ phần hắc thủy đại đế cổ thần cũng ông quyền nói rất đối vinh hạnh tuy rằng cùng một bên với long tộc nhưng cổ thần có thân phận chiến thần cổ vu tộc này cùng long tộc đại thống lĩnh ngô tinh hợp tác thì không phải là phản bội nhân tộc cổ chiến thần ta giới thiệu với ngươi một vài người ngô tinh chỉ vào siêu cấp cường giả hư không kỳ đứng phía bên trái mình nói vị này chính là tộc trưởng bộ tộc kim long long thương tu si sau khi bước vào mệnh tuyền thọ nguyên sẽ tăng nhiều tướng mạo cũng được bảo trì như lúc bước vào mệnh tuyền nhưng tướng mạo của tu sĩ -si cũng không phải từ đó về sau không bị ra đi Sở di tướng mạo được bảo trì như lúc bước vào mệnh tuyên là bởi vì thọ nguyên kéo dài, khiến tuổi tác tu sĩ theo tỷ lệ mà nói, ngược lại càng trẻ hơn một chút. Tự nhiên trong một thời gian ngắn sẽ không thay đổi. Tỷ như, một vị tu sĩ vào lúc 40 tuổi bước vào mệnh tuyển bí cảnh, nguyên lập tức tăng lên gấp đôi. Lúc này, tu sĩ tuy 40 tuổi, nhưng tương đương với thời gian 20 tuổi khi chưa kéo dài thọ nguyên. Tướng mạo không chỉ không già đi mà qua một thời gian, ngược lại nhìn càng trẻ hơn một ít. Thế nhưng, nếu như đến khi tuổi tác của tu sĩ vượt qua 80 tuổi, mà tu vi lại không có tiến thêm một bước, không thể tiếp tục kéo dài nguyên. Lúc đó 80 tuổi tương đương với 40 tuổi khi chưa kéo dài, từ đó tiếp tục lớn lên. Tướng mạo sẽ dựa theo tỷ lệ chậm rãi già đi. Đương nhiên, nếu như tu sĩ si ăn vào linh đan bảo trì dung nhan, hoặc là tu luyện công pháp đặc thù bảo trì thanh xuân, tướng mạo cũng sẽ không biến hóa theo tuổi tác. Linh đan bảo trì thanh xuân không có, thế nhưng công pháp bảo trì thanh xuân, cổ hoang đã có không ít tuyệt đại đa số công pháp mà nữ tử tu luyện trong các tông phái hoặc ít hoặc nhiều đều có tác dụng bảo trì thanh xuân tỷ như hư tử uyên so với cổ thần lớn hơn 4 tuổi tuy rằng phần lớn thời gian đều ở trong như ý linh lung bảo tháp khi tiến vào mệnh tuyền cũng đã hơn 32 tuổi thế nhưng tướng mạo hư tử uyên thoạt nhìn lại chỉ như 18-19 tuổi tự hồ so với cổ thần còn trẻ hơn một ít cho dù không có an linh đan bảo trì dung nhàn cũng không tu luyện công pháp bảo trì thanh xuân tu sĩ tại trước 80 tuổi tu vi lại tiến vào cảnh giới mới, thọ nguyên sẽ tiếp tục kéo dài như vậy, tự nhiên tướng mạo cũng sẽ bảo trì không đổi. Thọ nguyên của Long tộc so với nhân loại đã dài hơn nhiều lắm. Nguyên bản thọ nguyên của Long tộc đã là ngoài ngàn năm, đồng thời sau khi thành niên, nhất định có thể bước vào mệnh tuyển bí cảnh, kéo dài thọ nguyên. Do đó tu sĩ Long tộc tu vi tương đồng nhưng thọ nguyên hơn tu sĩ nhân loại mấy lần. Tuy rằng thọ nguyên theo tu vi càng cao, cũng sẽ chậm giải thu nhỏ lại, nhưng chí ít là sau hợp đạo kỳ, Long tộc hư không kỳ cùng nhân tộc thọ mạnh nhiều hơn gấp bội. Vị tộc trưởng Kim Long tộc Long Thương này thuận nhìn tuổi trường lục tuần, hai hàng tóc mai đều đã bạc trắng, hiển nhiên tuổi tác đã không nhỏ rồi, chỉ ít cũng phải sống ngoài sáu chục năm. Mô Tinh giới thiệu hoàn tất, trên mặt Long Thương cũng không có vẻ kiêu ngạo của siêu cấp cường giả hư không kỳ, không hề coi thường cổ thần, mà ông quyền nói, lão hủ từ lâu đã nghe đại danh của cổ chiến thần, người khác lấy lễ tương đãi, ta thuận theo hoàn lễ. Cổ thần nói, gặp qua Long Thương tiền bối, cổ thần và Long Thương nhìn nhau cười. Mô Tinh tiếp tục thay hẳn giới thiệu các vị cường giả Long tộc và yêu tộc. Ba vị này đều là cường giả kim long tộc, long đào, long việt, long nghi. Còn ba vị này là cường giả yêu tộc, thạch hầu vương, huyết bức vương, ma đằng vương. Theo Ngô Tinh giới thiệu, cổ thần cùng bọn họ từng người bắt chuyện làm quen. Long Đào và Long Việt đều là hán từ tuổi chừng 40, tu vi một người là giá vụ hậu kỳ, một người là giá vụ trung kỳ. Long Nghi nhìn qua tuổi chừng 28, 29, có tu vi đằng vân hậu kỳ. Ma Đằng Vương là thực vật sinh linh trong độ hư cường giả, cho dù đã bước vào độ hư bí cảnh, khi cùng người nói chuyện vẫn là bộ dáng lạnh lùng như băng trời sinh đã vậy có tu vi đằng vân hậu kỳ thọ mệnh thực và sinh linh vốn đã vô cùng dài mà đằng vương thoạt nhìn tuổi chừng 34, 30 năm tuy rằng tu vi trong chúng cường giả không cao nhưng năm tháng sống qua tuyệt đối không ngắn huyết bức vương vừa nhìn cũng khoảng 43, 44 tuổi là cường giả giá vụ trung kỳ thân thể gầy gò nhỏ bé vô cùng ánh mắt âm lãnh mà thâm thúy về mặt xanh sao mà phím hồng nhìn qua thực sự giống với một con rơi thì huyết Thạch Hầu Vương tuổi chừng 30, là vị cường giả giá vũ hậu kỳ, nhìn qua cũng khá giống với nhân loại, chỉ là vóc dáng có vẻ gầy yếu. Hắn đối với cổ thần so với Ma Đằng Vương và Huyết bức Vương nhiệt tình hơn một chút. Ba vị cường giả yêu tộc, Ma Đằng Vương làm cho người ta có cảm giác băng lãnh, Huyết bức Vương làm cho người ta cảm giác yêu mị, chỉ có Thạch Hầu Vương bề ngoài thận nhìn không giống thường nhân. Thế nhưng vô ý thức hai tay thường bắt lại với nhau tựa hồ không thể quên được thói quen hiếu động của hầu tử. Xem ra tu sĩ yêu tộc cho dù đã hoàn toàn hóa thành hình người, nhưng một ít thói quen nguyên thủy vẫn lưu lại trong cơ thể bọn họ, có sự khác biệt so với nhân tộc, chứ không như long tộc một khi biến thành hình người, hầu như không thể nhận ra. Nguyên bản nhân tộc cường giả nhân số còn nhiều hơn yêu tộc và long tộc thật nhìn, thực lực còn nhỉnh hơn một chút. Thấy cổ thần và long tộc, yêu tộc liên thủ, để thực lực song phương cơ bản cân đối, trong mắt cường giả nhân tộc đều ngầm có chứa lửa giận. Nếu cổ thần cùng cường giả nhân tộc liên thủ, như vậy thực lực sẽ càng vượt xa long tộc và yêu tộc, nói không chừng tại trước khi tiến nhập mộ phần hắc đế là có thể đuổi cường giả long tộc và yêu tộc đi bất quá các vị cường giả nhân tộc cũng không ngẫm lại bọn họ cùng cổ thần có quan hệ gì muốn hắn cùng thánh đình liên thủ đó căn bản là chuyện không có khả năng anh di đà phật đang lúc cổ thần và cường giả long tộc yêu tộc chào hỏi một tiếng phật hiệu vang lên thanh âm tuy rằng không lớn thế nhưng lại truyền ra ngàn dặm rõ ràng rơi vào trong tay cổ thần cổ thần đảo mắt nhìn lại chính là một lão tăng dâu bạc trắng lão tăng dâu bạc trắng này hiển nhiên một trong ba vị cường giả phật môn đến đây người có địa vị tối cao cổ thần nghe ngô tinh nói thánh hoàng cơ nghiêu và độ thiện hòa thượng cùng tới trong lòng suy đoán lão tăng dâu bạc trắng này tất nhiên vị độ thiện đại sư đứng đầu phật môn trụ trì thánh địa thiên thiện tự rồi cổ thần cười cười nói đại sư lời ta nói người cũng không biết đạo tâm của cổ thần đứng ngoài thiên đạo tâm giới của hắn vượt xa bất kỳ một độ hư cường giả nào ở cổ hoang hắn đứng một mình một phía mặc kệ ân oán giữa nhân yêu vu tam tộc mà đối mặt cùng đánh cờ với thiên đạo trong lòng cổ thần, người cũng tốt, yêu cũng được, vu cũng thế, đều là sinh linh thế gian. Như con kiến hôi dãy ruộng trong thiên đạo, cổ thần muốn cứu vớt, không chỉ là nhân tộc mà chính là vạn vật. Chúng sinh và vô số sinh linh trong thiên địa, chứ không hướng về bất kỳ một tộc nào riêng biệt cả. Nếu như nói có khuynh hướng, như vậy hắn chỉ biết hướng về phía bằng hữu, thân nhân của mình. Đó là những người vô cùng quan trọng đối với hắn. Hắc <laughs> hắc, một kẻ số mệnh hèn kém mà cũng dám cùng vọng nói đạo, độ thiện tiền bối. Bản thân kẻ này đê tiện như vậy mới cùng yêu nghiệt đứng chung chính là sỉ nhục của nhân tộc chúng ta đại sư hãy đại phát tử Bi, giúp hắn sớm ngày siêu độ có dừa sỉ nhục của nhân tộc một người thanh âm vang dội từ trong chúng cường giả thánh đình vang lên cổ thần nhìn lại người nọ tuổi trường song thập đầu đội kim đấu ngọc quan mặc long bào màu vàng vẻ mặt cao ngạo nhìn cổ thần trong mắt lộ ra sát ý chính là thánh tử cô thần không hơn 80 năm trước cô thần không đem cổ thần chỉ có nguyên thần sơ kỳ nhốt vào cửu dương thần hồ nhưng không ngờ cổ thần lại dùng chiến thần lạnh đem cửu dương thánh hỏa trong cửu dương thần hồ hấp thu không còn một chút nào biến nó từ một kiện thượng phẩm tiên bảo thành một kiện tiên bảo bình thường một kiện thượng phẩm tiên bảo cứ như vậy trở thành tiên bảo bình thường khiến trong lòng cơ thần không gần như bạo tạc qua nhiều năm như vậy mỗi lần cơ thần không nhớ tới cổ thần đều là hận tới nghiến răng nghiến lợi hắn đường đường là một độ hư cường giả dĩ nhiên chịu thua thiệt trong tay một tu sĩ nguyên thần kỳ nho nhỏ hắn làm sao có thể dễ chịu được cái này cũng chưa phải quan trọng nhất mà quan trọng nhất hắn chính là con của thánh hoàng được tôn là thánh đình thánh tử dĩ nhiên bị cổ thần một kẻ vô danh tiểu tốt qua mặt mỗi khi nhờ tới cũng không có liền không thể kiềm chế được sự phẫn nộ trong lòng một kẻ tiện mệnh cũng dám không để thánh đình vào mắt không coi cơ thần không hoàn ra gì của thật quá ghê tởm anh di đà phật thiện tai thiện tai đầu thiện đại sư niệm một câu phật hiêu liền không nói chuyện nữa đối với cơ thần không cổ thần cũng chán ghét đến cực điểm có lẽ vì đạo tâm của hắn cùng thiên đạo tương nghịch mà thánh đình cơ ra đối với cổ hoang mà nói chính là đại biểu của thiên đạo bọn họ luôn luận mạnh quý mạnh tiện khiến cổ thần cực kỳ phản cảm trên mặt cổ thần thản nhiên như thường ánh mắt tựa như lưỡi dao sắc bén chăm chú vào trên người cơ thần không nói cơ thần không ngươi là khối u nhỏ của nhân loại nếu dám tiến nhập mộ phần hắc đế lão tử sẽ đánh chết ngươi làm can cơ thần không giận dữ hét lên nói tên tiện dân ngươi chỉ bằng ngươi mà cũng dám ở trước mặt ta giữ ngoài sao cả gan dám khinh thị thánh đình cầu cho thiên lôi đánh xuống mu lô anh đỉnh đánh chết tiện mạnh người thánh hoàng cơ nghiêu khe nhíu mày nói cổ thần mộ phần hắc đế nay tiến nhập cần bằng chứng hư những năm gần đây trong di trì hắc thủy ma môn xuất hiện hắc ngọc bội cơ bản đều bị thánh đình ta đoạt được tổng cộng 11 khối chúng ta 11 vị độ hư cường giả đều có thể tiến vào mộ phần mà ngươi chỉ có thể ở bên ngoài trộn mắt nhìn còn có đám yêu nghiệt các ngươi tổng cộng chỉ có ba khối ngọc bội tối đa chỉ có ba người có thể tiến nhập ha ha các ngươi hiện tại tự nhiên có thể mạnh miệng đợi tiến vào trong một phần hắc đế hư xem có người có thể có mấy mạng tiến vào ha 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 chúng cường giả long tộc yêu tộc đứng xung quanh đều nhíu mày lại thánh hoàng cơ nghiêu vừa nói không sai bởi vì nhân tộc gần quan được ban lộc những năm gần đây thỉnh thoảng di trì hắc thủy ma môn xuất thế cơ bản đều bị nhân tộc phát hiện trước đem hắc sắc ngọc bội bên trong đoạt lấy phần lớn đại yêu chúng tu sĩ long tộc yêu tộc thu được tin tức mộ phần hắc đế xuất thế thánh đình đã thu được bảy tám khối hắc sắc ngọc bội sau đó ngô tinh Kim Bằng Vương lại phái cao thủ Minh Khiếu Kỳ đỉnh phong trong tộc đế đây tuần tra phụ cận đầu nguồn Hắc Thủy Hà. Một phen tranh đoạt cũng chỉ cướp được ba khối Hắc sắc ngọc bội, tiến nhập mộ phần Hắc Đế, cần pháp bảo ngọc bội của Hắc Thủy Ma Môn. Cái này là từ trong một phần di chỉ của Hắc Thủy Ma Môn ghi chép, không biết thật hay giả, nhưng nếu như là thật, tình huống đối với Long tộc, yêu tộc cực kỳ bất lợi. Hắc sắc ngọc bội hữu hạn, bọn họ lại nhiều người, không thể tiến vào mộ phần Hắc Đế đành trợn mắt mà nhìn thôi. Cường giả nhân tộc lại có thể tiến vào toàn bộ 11 người. Lúc này còn chưa biết tình huống bên trong mộ phần Hắc Đế, nhưng nếu song phương gặp nhau, ba vị cường giả Long tộc và Yêu tộc hiển nhiên không phải đối thủ của 11 vị cường giả nhân tộc. Kim Bằng Vương vẻ mặt âm trầm nói: "Chúng ta vào không được, các người cũng đừng hòng tiến vào, nếu các người dám vào, Hắc <laughs> hắc. lão tử sẽ đi Ngọc Tiêu cung ngồi trời, nếu là nhìn không vừa mắt, lão tử liền để Ngọc Tiêu cung ăn khổ từ trên xuống dưới." Hừ, ha 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 ha. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu cười lớn một tiếng nói, Kim Bằng Vương ngươi quá đề cao bản thân rồi đấy, Ngọc Tiêu Cung là bách thánh các do thánh tổ xây dựng, ngươi nếu hiếu kỳ tùy thời đều có thể đi vào thưởng ngoạn Ha <laughs> ha. ngươi muốn đặt bỏ cũng tốt, phá hoại cũng được, chỉ cần ngươi có thể phá hủy Ngọc Tiêu Cung từ trên xuống dưới, bồn hoang liền tặng ngươi một kiện vô thượng tiên bảo, chỉ là không biết ngươi có mạng để sử dụng hay không thôi, ha 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 ha. Nghe Thánh Hoàng Cơ Nghiêu nói xong lời thể son sắc, hiển nhiên là hắn rất tự tin vào khả năng phòng ngự của Ngọc Tiêu Cung. Ngọc Tiêu Cung huyền phù trong hư không vạn trượng, từ thời đại thái cổ vào 12 vạn năm trước cho tới bây giờ, đều sừng sững, chưa từng có nửa điểm dấu hiệu suy bại, phần lực lượng như vậy, cho dù độ hư cường giả cũng đều cảm thấy sởn gái ác. Người đang nói tới thứ này sao? Đang lúc Thánh Hoàng Cơ Nghiêu cười to, trong tay cổ thần đội nhiên nhiều hơn một khối hắc sắc ngọc bội, cổ thần giơ giơ lên hắc sắc ngọc bội trong tay, ánh mắt chăm chọc nhìn Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, cùng với mỗi một vị nhân tộc cường giả, Thánh Hoàng trở tắt nụ cười, nói: "Ngươi từ đâu có được ngọc bội này? Còn nữa, tu sĩ minh khiếu kỳ bổn hoàng phải tới đã đi đâu cả rồi có thần không tàng khôn phàm trịnh diệc hùng thương vũ văn tàng khôn sơn hạ phi trần hầu vô duyên bảy vị độ hư cường giả có chút kinh hãi nhìn cổ thần hiển nhiên không biết hắc sắc ngọc bội trong tay hắn từ đâu mà đến phải biết rằng toàn bộ phụ cận hắc thủy hà đều có tu sĩ minh khiếu kỳ của thánh đình trông giữ nếu có di chỉ hắc thủy ma môn xuất thế bọn họ khẳng định sẽ biết được